Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop Ngọc Ánh Tân Ánh nhá. Ngọc Ánh Tân Ánh đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Hôm nay giới thiệu với các bác một lô hàng mới, đó là lô hàng bơm máy cao áp Rongsin. Thì cái này là bên xưởng có phổ biến lại là đợt này là lô hàng mới, lô hàng sản xuất mới nhất hiện nay. Thì nó có thay đổi về một chút, đó là thay đổi về cái màu mè. Thì tôi cũng chưa bóc ra xem. Thì đây là lô hàng vừa mới nhập về đây. Tôi sẽ bóc khui ra và giới thiệu cho các bác xem được rằng là cái lô hàng này là bơm cao áp Rongsin, lô hàng mới nhất, nó thay đổi ở điểm gì nhá. Đây. Cái này thì nguyên bản nó đóng đai như này. Bây giờ mình sẽ cậy cái đai ra. Cái này tôi sẽ cậy đai ra để sau nó vẫn còn cái đai để đóng gửi cho các bác, nó còn được chắc. Ngoài ra thì khi gửi hàng đi thì sẽ phải gói thêm, dán thêm băng dính để cho nó đảm bảo phần chắc hơn. Còn giờ mình cắt dây đi thì này. Đây là dây chỉnh lực chính nhá. Đây chỉnh lực chính cần phải tháo ra mình để lại. Đây là cái bao bì của bơm Rongsin. Bao bì của bơm Rongsin các bác nhé. Đấy, bơm này cao áp Rongsin. Các phụ kiện này. Catalo này các bác này. Catalo nhé. Cái này nguyên bản ngày xưa nó này hình màu xanh như này. Hình màu xanh như này. Những lô hàng này không biết là màu gì. Một cái gói gọi là một tờ giấy hướng dẫn. Đây. Đây là có mô hình như bơm màu cam này nhé. Hàng new. Nó cái là hàng mới. New Winter, hàng mới nhé. Ở trong cái phụ kiện này ấy, thì sẽ có cho các bác một cái gói Rongsin. Một gói Rongsin. Cái gói Rongsin này rất là quan trọng nhé các bác nhé. Rongsin này rất quan trọng đấy. Các bác phải cất đi, giữ để sau này chắc chắn sẽ dùng tới. Chắc chắn sẽ dùng tới nhé. Lò xo này, van một chiều này, sim to, sim nhỏ này, nong đen nhựa này, nong đen đồng này. Đấy, cái này phải lưu ý kỹ cho các bác là cất đi. Cất đi sau này sẽ cần dùng tới nhé. Sẽ cần dùng tới. Giấy hướng dẫn này. Tôi sẽ bỏ ra đây các bác xem nhá. Cái này là cái xốp nó chèn hai bên thôi. Xốp chèn hai bên. Máy bơm nước này. Kết cấu cũng giống như là cái bơm kia. Dây điện dẫn điện nguồn này. Đây nhá. Còn cả thân bơm nữa. Rồi bông mút này. Bông mút này. Rồi nhẹ hết các bác nhá. Hết nhá. Cả cái thân bơm này thì cũng được đựng ở trong túi bóng. Đựng ở trong túi bóng này. Dây bơm này, mút êm để chắn đầu máy, chống vỡ nốc máy này. Tôi sẽ bỏ túi bóng này ra dần dần. Bỏ túi bóng ra nhá. Túi bóng này đựng để chống rơi những đồ nhỏ nhỏ hay là chống xước, chảy xước nhé. Đây. Thì ra là cái phiên bản mới, đó là phiên bản nó thay đổi về màu sắc. Này. Bơm vẫn là hiệu Sin Rongsin. Như hàng New Watson. Đó là gọi là hàng lô hàng mới. Lô hàng mới các bác nhé. Đấy, lô hàng mới. Lô hàng mới này thì vẫn là con nó vẫn là hàng loại 1. Nút là nút đỏ này. Nút đỏ hàng loại 1 các bác nhé. Đấy, luôn luôn nó là hàng loại 1. Cái này là cái để bịt dầu. Bịt dầu là bằng cao su. Bịt dầu cao su để chống cho dầu mình rỉ ra ngoài nhé. Dây bơm thì vẫn là dây bơm lọc ẩm to. Dây bơm lọc ẩm to, cái này thì phải cắt ra mới cho các bác xem được. Máy bơm nước này. Máy bơm nước. Đối với dòng Rongsin này ấy, thì máy bơm nước nó sẽ có cái rắc cắm này. Cái rắc cắm này nhé. Các bác quan sát cái rắc cắm này. Thì các bác sẽ cắm trực tiếp vào đây. Chỗ chân này này. Đây các bác thấy không? Đây chỗ chân này. Nó sẽ có sẵn cho mình một cái rắc cắm. Rắc cắm này thì các bác cắm chiều nào cũng được. Thì nó sẽ lấy luôn cái điện 220V. Điện 220V từ điện nguồn để nó chạy cho cái củ bơm nước này nhé. Đây, củ bơm nước này. Thế còn cái dây bơm, đây tôi sẽ cắt nốt cái này ra để cho các bác xem dây bơm của nó nhá. Dây bơm thì sẽ có lọc ẩm to. Đây các bác xem kỹ nhá. Tôi giới thiệu quảng cáo như nào thì các bác nhận được hàng đúng như vậy. Thế còn đối với cái dòng bơm mà bơm con hổ mà màu cam rẻ tiền hơn ấy thì dây bơm nó không có lọc ẩm nhé, không lọc ẩm. Thì đây là dây bơm này có lọc ẩm này, lọc ẩm này thì là có thêm cho các bác cái gói bông mút để các bác dùng sơ cua. Đây. Trong này nó có nhét một ít bông vào đây không? Nhét ít bông này. Đây là nó có thử qua cho mình rồi nhé, thử qua mình rồi. Khi mà mình dùng mình cần thay thế dự phòng thì nó có gói này cho các bác hay nhé, có gói này cho các bác hay. Đây là cái lọc ẩm này, đấy lọc ẩm. Dây bơm nước này. Dây bơm nước này. Dây bơm nước này các bác
lưu ý kỹ giúp tôi nhá. À, nguyên bản của nó này là cái dây máy này, dây máy bơm nước nó sẽ lắp xuống dưới, lắp xuống cái vòi dưới thì nước sẽ từ máy bơm, nước từ máy bơm trào vào trong cái hệ thống đầu bò này để nó làm mát, để nó làm mát nhé. Khi nó dâng lên trên này đầy rồi thì nó sẽ xả vào ống này. Thì các bác bơm cái đường nước đẩy vào bơm xuống dưới ấy, thì trong này lúc nào nó cũng có nước thì cái độ làm mát nó sẽ tốt hơn, độ làm mát nó tốt hơn. Bây giờ đang là mùa hè thì nhiệt độ khá là cao, các bác muốn làm mát nhanh thì các bác sẽ nên thiết kế cái nước đá, bỏ thêm nước đá vào làm mát. Đây là đồng hồ đo nhiệt độ này các bác này. Cái dòng bơm mới này, đồng hồ đo nhiệt độ nó thiết kế sang bên này, thiết kế sang bên này. Còn đối với mẫu cũ thì nó nằm ở bên này. Đấy. Nói chung nó thay đổi theo sơ một chút thôi, không ảnh hưởng gì hết. Màu là màu cam hồng, đấy, màu cam hồng phiên bản mới. Nhá, hàng này là hàng mới nhất hiện nay nhé, mới hiện nay. Thì còn bên này sẽ là rắc ba chân để cắm điện này. Đấy, điện cũng là rắc ba chân luôn. Thế nha các bác nhé, cắm vào đây. Còn là phía ngoài này các bác sẽ cắm vào nguồn điện nhé. Đây, phía bên sau này là cái màng bảo vệ cánh quạt này, bảo vệ cánh quạt. Tất cả các thông số của máy thì nó có hiện lên trên này. Đây, cái quay gió các bác thấy này. Thông số hết đây, 18 kg này, 1600W này, điện 220V tới 240V này, 50Hz này. Đây nhá. Đây các bác nhá. Thì cái này là cái bơm máy cao áp hiệu Rongsin phiên bản mới nhất nha các bác nhé, phiên bản mới nhất. Ở trong cái hộp máy bơm nước này, nó sẽ có thêm cho các bác một cái lục giác này là chính lục giác để siết mấy con ốc đây này, ốc trên nòng hay sao nhá. Đây, nó vừa mấy ốc trên nòng ấy, đây vừa ốc này, nó có cho các bác một cái lục giác này. Các bác lưu ý kỹ nhá, điểm rất là quan trọng đó là trước khi dùng là các bác sẽ phải tháo cái đầu bịt nhớt ra và xoáy con ốc này vào để cho nó có lỗ thông hơi để nó thoát khí. Cái trường hợp các bác không xoáy ra là ém quá là nó nổ cả lốc máy này nhé các bác nhé, nổ bung cả lốc máy này luôn. Đây là trường hợp bị ém quá sẽ nổ luôn cả lốc máy này. Con này kia thay con này vào, còn cái con trắng này là cái con để chốt vào đầu dây bơm để cho các bác test áp nhé. Đây trên này là trên đồng hồ này có nước thủy ngân luôn. Đồng hồ này là mức đo lớn nhất của nó là 600kg, là 400kg các bác nhé, 400kg. Thì khi các bác đo, các bác phải tính theo cái vòng trong này, 0 này, 10, 20, 30 và 40, tính theo vòng trong này. Cái mức 20 này ấy, là cái mức an toàn, từ xanh đổ xuống. Cái mức 20 tới 30 là màu vàng là mình cần phải chú ý. Còn cái mức 30 tới 40 là màu đỏ là cái mức báo động, báo mức nguy hiểm nhé. Thì cái mức bơm này nó sẽ nén lên được cả đến 300-400kg cho các bác. Nhưng mà tốt nhất là nén an toàn, các bác nén khoảng hơn 200-300kg thôi. Thế đây là chi tiết về cái bơm máy Rongsin phiên bản mới, mẫu mới nhất. Đây là cái con ốc này, nó ốc xả hơi nhé, ốc xả áp. Có nghĩa là khi mình bơm căng rồi mình phải xả áp ra thì mình mới tháo được dây bơm ra, tháo dây bơm ra nhé. Thì đây là cái bơm máy hiệu mới nhất, phiên bản mới nhất màu cam, Xin Rongsin này, màu cam, hàng mới New Watson nhá, hàng mới. Giá thì nó vẫn không đổi thôi, nó giống như hàng cũ thôi, nhưng mà hàng này chắc là có nhiều cái cải tiến hơn để cho chất lượng nó đảm bảo hơn cho khách hàng dùng. Rồi mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình nhé. Hàng ship COD đi toàn quốc. Các bác muốn biết chi tiết thì alo trực tiếp giúp tôi. Alo trực tiếp. Số lượng hàng thì cũng gọi là về túc tắc. Mỗi lần 10 cái, 20 cái một. Đấy, hết lại về tiếp. Các bác cứ gọi nhé. Hàng ship qua bưu điện hoặc là ship qua ô tô. Đối với các bác nào ở các huyện, tỉnh lân cận thì sẽ ship qua ô tô. Còn anh em ở xa thì ship qua bưu điện nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Mong nhận được sự ủng hộ của các bác dành cho kênh nhé. Các bác nào mới truy cập thì vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh. Ở ngoài cái bơm máy cao áp này ra thì là bơm máy cao áp, dùng cho bơm xe này, bơm nọ, bơm kia ấy, thì shop còn rất nhiều các phụ kiện khác. Cái phụ kiện PCP từ